Uh, em uh, xin phép được uh, ghi hình một chút em uh, xin được tự giới thiệu là em tên là mã bảo trung em sống ở tổ 7 phường đề thám thành phố cao bằng tỉnh cao bằng thì uh, hôm nay thì em có về được hai thùng kèn đây là hoàng thảo kèn rừng và tất cả những cái đơn hàng mà trước tết và sau tết cô chú anh chị các bạn mà lấy hoàng thảo kèn của dân chúng em mà lẫn sang ý ngọc thì cũng kính mong cô chú anh chị các bạn hãy phản hồi và chụp ảnh lại toàn bộ những cái hàng mà Hoàng Thảo Ken lẫn Ý Ngọc uh, qua Zalo của uh, em là số điện thoại 0949261918 thì uh, tất cả những khách hàng, những cô chú anh chị các bạn mà trước đây lấy hàng Hoàng Thảo và Ken mà lẫn sang Ý Ngọc thì vui lòng nhắn tin hoặc chụp ảnh lại qua Zalo cho em để em phản hồi và chúng em sẽ có cái uh, phương án là hỗ trợ hoặc là chúng em sẽ bù lại hàng và hôm nay em có về được 50 cân hoàng thảo kèn rừng Và đây là em sắm khẳng định 100% nó là hoàng thảo kèn Vậy tại sao? Đây nó đang có hoa này Đó, nó đang có hoa Đây là em 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 báo cáo với mọi người đây là chuẩn kèn Và cái video của ngày hôm nay thì em chỉ quay mỗi kèn thôi Mỗi kèn thôi bởi vì là giờ này cũng khá là muộn rồi Thì lúc nãy em vừa mới đăng tải một cái video lên Nó bây giờ là cái video thứ hai thì em xin phép em được cái hình cái hoàng thảo kèn lên cho toàn thể cô chú anh chị các bạn ở ở trong tỉnh và cả nước và những ai mà đã lấy hàng với gia đình chúng em những ai mà trước lấy hoàng thảo kem của gia đình chúng em lẫn sang ý ngọc thì vui lòng liên lạc lại vui lòng liên lạc ngay lại với số điện thoại 0949 26 1918 và chụp ảnh cái hoàng thảo ý ngọc lẫn sang kèm vào số điện thoại mà em vừa đọc xong để em có cái công tác hỗ trợ hoặc là bù hàng thêm cho khách hàng. Đấy kính mong toàn thể cô chú anh chị các bạn hãy hợp tác cho chúng em, hợp tác với nhà vườn em để em bảo vệ cái bản quyền cũng như là cái thương hiệu của vườn lan Trung Mã Cao Bằng. Thì chúng em qua 9 năm chúng em trưởng thành và khởi nghiệp thì cho đến thời điểm này thì chúng em cũng có một cái thương hiệu nhất định thì chúng em cũng không mong rằng là cũng chỉ vì một hai bó kèn cũng chỉ vì một hai cái bó lan mà từ kèn nhầm sang ý ngọc là đánh đổi một cái thương hiệu của gia đình chúng em chúng em không muốn như thế Ê, thì em bây giờ thì em kính mong toàn thể cô chú anh chị các bạn những ai mà lấy hàng của nhà em mà lấy hoàng thảo kèn mà lẫn sang ý ngọc thì vui lòng liên lạc ngay với chúng em để chúng em có công tác bù lại hàng hoặc là chúng em sẽ hỗ trợ thêm đấy thì video chúng em hôm nay chúng em chỉ nói về hoàng thảo kèn thôi thì kính chúc tất cả cô chú anh chị các bạn có một buổi tối thật là vui vẻ hạnh phúc ấm áp bên gia đình yêu thương của mình thì mọi sự phản hồi thì kính mong toàn thể cô chú anh chị mạng bạn hãy gọi điện hoặc nhắn tin cho số điện thoại 0949261918 là em Mã Bảo Trung, em sống ở tổ 7, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. uy tín tự nhiên tạo thành thương hiệu và em cũng mong là cái uy tín và những cái thương hiệu của chúng em tạo dựng từ bấy lâu nay đến bây giờ thì không vì một hai bó hàng và không vì một một vài cái lô hàng mà chúng em đánh đổi được cả cái thương hiệu của chúng em đã đã khẳng định từ bấy lâu nay đấy em kính mong toàn thể cô chú anh chị các bạn hãy hợp tác với mô hình cũng như là với nhà vườn chúng em để chúng em xin trân trọng cảm ơn và video hôm nay chúng em xin phép được kết thúc tại đây đấy xin được chúc sức khỏe và chúc tất cả cô chú anh chị các bạn có một buổi tối thật là vui vẻ hạnh phúc ấm áp bên gia đình yêu thương của mình ạ